Xin chào tất cả mọi người tham dự buổi học ngày hôm nay. Thì sau đây tôi xin phép được trình bày cái bài về những khó khăn hiện nay và vai trò của chính phủ trong việc tạo điều kiện và hỗ trợ cho việc thiết lập mạng lưới trạm sạc điện. Thì về nội dung bài tham luận của tôi bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất là thực trạng hệ thống trạm sạc điện trên toàn quốc. Và phần thứ hai là các thách thức hiện nay trong việc triển khai thiết lập mạng lưới trạm sạc điện. Và phần thứ ba là kinh nghiệm thế giới trong triển khai mạng lưới trạm sạc và các cấp độ sạc phù hợp với mô hình của Việt Nam, và từ đó cũng đưa ra được các khuyến nghị về vai trò của chính phủ trong việc tạo điều kiện và hỗ trợ cho việc thiết lập mạng lưới trạm sạc điện. Thế về đánh giá thực trạng của hệ thống trạm sạc điện trên toàn quốc, thì như các bài thuyết trình trong những buổi gần đây thì chúng ta đã biết, thì theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng 1,8 triệu xe điện đã đăng ký, và trong đó chủ yếu là xe máy điện và xe đạp điện là chiếm khoảng 1,4 triệu, còn lại khoảng 1.500 phương tiện ô tô. Thì do đó hiện nay nhu cầu về sạc điện chủ yếu vẫn là phương tiện về xe máy điện và xe đạp điện, và phần lớn cái nhu cầu này thì đều được đáp ứng tại các nhu cầu tại gia đình và một số khu vực thương mại. Còn về vấn đề phát triển của trạm sạc cho xe ô tô thì hiện nay mới bước vào giai đoạn mới phát triển. Thì hiện nay có thể nói VinFast là một trong những cái đơn vị đầu tiên đi tiên phong về phát triển hệ thống trạm sạc điện. Thì tính đến tháng 10 năm 2021, VinFast đã có khoảng gần 1.400 trạm sạc trên toàn quốc và đang tiếp tục triển khai xây dựng khoảng 700 trạm sạc, với mục tiêu của doanh nghiệp này là đến hết năm 2021 sẽ đạt trên khoảng độ 2.100 trạm sạc với 40.000 cổng sạc tại các khu vực chung cư, trạm xăng dầu, trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe trên toàn quốc. Thì bên cạnh VinFast thì cũng có một số trạm sạc được triển khai thí điểm tại thành phố Đà Nẵng và trong khu vực nghiên cứu nội bộ của các nhà sản xuất được đặt trên toàn quốc. Thì về hiện nay thì hầu hết các cái trạm sạc đều tập trung tại các đô thị lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thì cụ thể hiện nay Hà Nội có khoảng 754 trạm sạc, gồm 92 trạm sạc hỗn hợp, 480 trạm sạc ô tô và AC xe máy và 182 trạm sạc DC cho ô tô. Và Thành phố Hồ Chí Minh thì có 621 trạm sạc, trong đó có 79 trạm sạc hỗn hợp, 465 trạm sạc ô tô và xe máy và 77 trạm sạc DC cho ô tô. Thì ở Đà Nẵng thì hiện nay ngoài cái trạm sạc của VinFast tại khu vực quận Hải Châu thì có 4 trạm sạc ô tô điện đang nghiên cứu đầu tư lắp đặt bởi Tổng công ty Điện lực miền Trung phối hợp với Tổng công ty Dầu Việt Nam và một trạm sạc của công ty Mitsubishi Moto. Thế như thế chúng ta để thấy là hầu hết các trạm sạc hiện nay thì phần lớn vẫn là độ phủ là của VinFast và một số các doanh nghiệp đang nghiên cứu triển khai hệ thống trạm sạc. Thì theo kế hoạch triển khai của VinFast trên toàn quốc thì hệ thống trạm sạc của VinFast tập trung chủ yếu là các khu vực thành phố trung ương, trong đó 70% sẽ nằm ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng và ở Khánh Hòa trong tương lai. 24% còn lại nằm ở các tỉnh thành phố còn lại và 6% nằm trên mạng lưới quốc lộ. Như vậy chúng ta có thể thấy là phần lớn là định hướng của doanh nghiệp sẽ nằm vào các khu vực thành phố có mật độ dân cư cao và việc bố trí trạm sạc khó khăn. Còn các đô thị còn lại, đối với việc bố trí trạm sạc tại gia đình thuận lợi hơn thì cái việc chú trọng việc phát triển các trạm sạc nó sẽ hạn chế lại. Về các mô hình trạm sạc hiện nay thì nó có 3 mô hình trạm sạc chủ yếu là mô hình trạm sạc 60 kW thì cung cấp để nguồn điện một chiều để sạc tiếp và có mỗi thiết bị có khoảng 2 cổng sạc, thời gian sạc khoảng từ 30 đến 90 phút. Mô hình thứ hai là khoảng 30 kW được trang bị tại các trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe công cộng và thời gian sạc từ khoảng 40 đến 120 phút cho 80% dung lượng pin. Và mô hình thứ ba là mô hình 11 kW được trang bị tại các bãi đỗ xe công cộng, thời gian sạc đầy khoảng từ 6 đến 8 tiếng. Thì phần lớn các mô hình này thì sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng và cái vị trí khai thác của các hệ thống trạm sạc để bố trí cho nó phù hợp. Thế về cách thách thức hiện nay trong việc triển khai mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc thì đối với các thách thức lớn nhất hiện nay thì như tôi đánh giá có bao gồm có 6 cái thách thức lớn nhất. Đầu tiên đó là cái quỹ đất bố trí cho mạng lưới trạm sạc, đặc biệt là tại khu vực đô thị lớn, thành phố lớn. Thì như chúng ta đã biết, cái nhu cầu xe điện cũng như là mật độ ô tô nói chung và mật độ ô tô điện nói riêng thì chủ yếu tập trung tại các khu vực thành phố lớn. Và ngay tại khu vực thành phố lớn hiện nay thì việc cái vị trí đỗ xe cá nhân đã là một vấn đề khó khăn, do đó các vị trí đỗ xe cá nhân công cộng mà có bố trí trạm sạc cũng là một giải pháp vấn đề cần phải giải quyết. Thứ hai là chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống trạm sạc, bao gồm cả quy chuẩn về mặt xây dựng cũng như là các cái quy chuẩn liên quan về mặt kỹ thuật. Do đó dẫn đến việc đầu tư các trạm sạc giữa các doanh nghiệp có thể sẽ không đồng bộ và lãng phí trong tương lai. Thứ ba là chúng ta chưa có quy hoạch tích hợp mạng lưới hạ tầng trạm sạc điện cả về số lượng, quy mô, tính chất trên toàn quốc và tại các thành phố. Thông thường đối với các quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì chúng ta sẽ có các hạ tầng tiện ích công cộng, ví dụ là bãi đỗ xe. Thì như hiện nay về quy hoạch chúng ta chưa có quy hoạch bãi đỗ xe gắn liền với trạm sạc, hoặc là các cái quy chuẩn về tỷ lệ bãi đỗ xe có trạm sạc hoặc là vị trí đỗ xe có trạm sạc tại các công trình như là thương mại, trường học, bệnh viện hoặc công trình thương mại khác. Thách thức thứ
thứ tư là về thách thức về nguồn cung cấp hạ tầng của mạng lưới quốc gia. Thì theo đánh giá của EVN thì với nhu cầu phát triển phương tiện điện tại Việt Nam hiện nay thì quy mô phát triển của phương tiện điện đấy đến năm 2030 thì cái nhu cầu đó có thể tương đương với cả hai tổ máy của nhà máy điện Hòa Bình, tức là công suất khoảng 240 MW hoặc tương đương với công suất của nhà máy điện Lai Châu 1.200 MW. Như vậy chúng ta không thiếu cả về hệ thống điện cung cấp cũng như là hạ tầng lưới điện. Trước đây thì hạ tầng lưới điện chủ yếu là được xây dựng cho sinh hoạt. Do đó khi tích hợp cái hệ thống chạm sạc này tại các vị trí mà cùng với lưới điện sinh hoạt thì có thể dẫn đến là phụ tải sẽ gia tăng. Đó cũng là thách thức về an toàn đối với các trạm sạc trong khu dân cư. Và thứ sáu cũng là một cái thách thức mà rất nhiều doanh nghiệp và nhiều quốc gia thì đối mặt, đó là cái cơ chế phối hợp và chia sẻ hạ tầng trạm sạc giữa các doanh nghiệp trong việc phát triển trạm sạc. Do nhiều doanh nghiệp có định hướng là phát triển trạm sạc thành một trong những cái chiến lược để cạnh tranh phát triển phương tiện của mình, do đó cũng cần phải có những quy định cụ thể để phối hợp chia sẻ hạ tầng nhằm đảm bảo cái việc đầu tư hạ tầng có hiệu quả cũng như là khai thác tối đa giữa các doanh nghiệp. Thì đối với cái sáu cái vấn đề thách thức đó thì không phải chỉ tại mỗi tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới hiện nay trong quá trình phát triển trạm sạc thì đều gặp phải. Thì do đó chúng tôi cũng đang nghiên cứu về cái kinh nghiệm quốc tế về phát triển trạm sạc, đặc biệt là tại các quốc gia có tốc độ phát triển nhanh về hệ thống trạm sạc. Cái đầu tiên là về kinh nghiệm của Thái Lan. Thì các cái nỗ lực chính từ chính phủ thì đã đưa Thái Lan là một trong những quốc gia có triển khai được nhiều nhất khu vực Đông Nam Á về hệ thống trạm sạc. Thứ hai nữa là hỗ trợ đầu tư, chính phủ đã có những cái chính sách hỗ trợ đầu tư và ưu đãi thuế cho doanh nghiệp kinh doanh hệ thống trạm sạc. Và bên cạnh đó thì đã thành lập được hiệp hội trạm sạc xe điện và kết hợp hoạt động của trạm sạc với việc chia sẻ dữ liệu. Được thành lập hiệp hội này cũng đảm bảo cái việc chia sẻ cái hệ thống hạ tầng trạm sạc giữa các doanh nghiệp với nhau và tăng cái khả năng tiếp cận của người sử dụng xe điện. Thứ ba là các sáng kiến thí điểm về lập kế hoạch cho mạng lưới điện thông minh do chính phủ lãnh đạo. Thì bên cạnh các nỗ lực chính phủ này thì cũng các hạn chế còn lại như về hỗ trợ tài chính chưa đầy đủ và thiếu các ưu đãi phi tài chính cho người dùng và ưu đãi cho nhà sản xuất địa phương. Thứ hai là khả năng tương tác sạc và thay đổi quy trình kinh doanh. Thứ tư là bất tiện trong việc sử dụng các bộ sạc công cộng, và thứ tư là khó khăn giữa các nhà khai thác và trạm xe sạc điện. Quốc gia tiếp theo chúng tôi muốn nói đến đó là Trung Quốc. Đây cũng là một trong quốc gia có cái tốc độ phát triển trạm sạc là đầu của thế giới. Thì hiện nay thì Trung Quốc đang dẫn đầu trong việc triển khai hệ thống các trạm sạc công cộng và có kế hoạch cũng như là lộ trình cụ thể trong việc triển khai hạ tầng trạm sạc theo từng giai đoạn để phù hợp với tốc độ phát triển phương tiện của quốc gia và các đô thị. Và bên cạnh đó thì chính phủ cũng có quy định về các cái điểm sạc xe bắt buộc tại các địa điểm chính để đảm bảo cái tỷ lệ trạm sạc trên các vị trí đỗ xe. Và đầu tư trực tiếp của chính phủ cũng đã góp phần cùng với sự đầu tư của tư nhân cũng đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phủ cái mạng lưới trạm sạc của Trung Quốc trong giai đoạn vừa qua. Và ngoài ra thì một trong những chính sách rất là quan trọng là giảm giá điện sạc và giới hạn phí dịch vụ cũng đã khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào cung cấp dịch vụ trạm sạc cũng như là hỗ trợ người sử dụng. Kinh nghiệm của nước quốc gia thứ hai, khu vực tiếp theo là Đài Loan. Thì đối với Đài Loan thì chính phủ đã trợ cấp lắp đặt cho các trạm sạc điểm đổi pin và hệ thống lưới điện thông minh. Ngoài ra thì các chính sách khuyến khích về cung cấp hạ tầng sạc điện, các cái chính sách về khuyến khích về hệ thống đường truyền, mạng lưới điện cung cấp cho hệ thống trạm sạc cũng đã hỗ trợ. Thứ ba là xây dựng các quy định bắt buộc lắp đặt trạm sạc trong tương lai và các chiến lược về quản lý tiêu thụ về điện năng cũng như theo từng cấp và phân khúc khách hàng để giảm mức sử dụng vào giờ cao điểm. Thì những cái chính sách này thì bên giai đoạn đầu khi triển khai cũng gặp phải các phản ứng của xã hội đối với chương trình thí điểm. Và các quãng đường truyền tải điện lớn và sự kết nối hệ thống điện cũng ảnh hưởng đến việc triển khai. Tuy nhiên thì dưới các chính sách và nỗ lực chính phủ thì cũng đã được triển khai hệ thống trạm sạc của Đài Loan đã được triển khai tương đối là hiệu quả. Thì đối với của một quốc gia khác của châu Âu là Anh thì Anh cũng gặp rất là nhiều cái hạn chế về phát triển trạm sạc, đặc biệt là cái vấn đề phức tạp về quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất và sở hữu tạo trở ngại cho hạ tầng trạm sạc. Do London là một trong những cái khu vực mà có chi phí giá thành mặt bằng đất đỏ nhất trên thế giới và cung ứng xe điện, thì các cái nỗ lực của chính phủ cũng đã góp phần giải quyết những bất cập này, đó là xây dựng một cái đề án quốc gia dành riêng cho cung cấp kinh phí lắp đặt trạm sạc mặc dù sử dụng thấp trong giai đoạn đầu để đảm bảo các cái hạ tầng cơ bản đối với phương tiện điện. Thứ hai là thay đổi các cái tiêu chuẩn quy hoạch để hỗ trợ cho việc lắp đặt trạm sạc. Thứ ba là ưu đãi cho các điểm sạc công cộng, thương mại và nội bộ, đặc biệt là các khu vực ít sử dụng. Do các khu vực ít sử dụng này thì khả năng tái thu hồi vốn rất là thấp, do đó là phải có những cái chính sách ưu đãi cụ thể. Thứ tư tiếp theo là mạng lưới trạm sạc bắt buộc để đảm bảo cái độ phủ của hệ thống trạm sạc. Và thứ năm là phải tập trung vào giảm phát thải carbon của mạng lưới điện và chính sách của nhà máy điện.
về các cấp độ sạc và mô hình sạc phù hợp cho Việt Nam. Thì trong quá trình nghiên cứu thì chúng ta có thể thấy được là hiện nay có rất nhiều các cấp độ sạc điện khác nhau, và cái việc lựa chọn các cấp độ sạc điện cũng như là cái mô hình chạm sạc này nó rất là quan trọng trong đến việc phát triển mạng lưới điện. Thì trong nghiên cứu hiện nay có 3 cấp độ về sạc được phân loại dựa trên tốc độ sạc chậm, trung bình và nhanh, và tùy theo cấp độ sạc các hãng sản xuất xe và thị trường sẽ sử dụng các chuẩn kết nối khác nhau, và các cấp độ này cũng sẽ xây dựng cho các cái vị trí và mạng lưới sạc khác nhau, và mạng lưới sạc của chúng ta phải đảm bảo phân bổ đồng đều giữa 3 cấp độ sạc này để đảm bảo hiệu quả về kết nối và cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng phương tiện điện. Đối với cấp độ thứ nhất là sạc 112V thì tại Mỹ thì đây là cấp độ sạc cơ bản sử dụng điện sinh hoạt trong các hộ gia đình. Thì đối với cấp độ này thì chúng ta có thể phủ mạng lưới sạc gia đình đối với các cái khu vực mà có mật độ dân cư thấp, và ưu điểm là bất cứ nguồn điện nào cũng có để sử dụng để sạc pin ra xe, và khuyết điểm là cái sạc này rất là chậm, thì chủ yếu là nó sẽ phù hợp cho việc chúng ta sạc tại gia đình. Cấp độ sạc thứ hai là 240V. Thì cấp độ này sẽ giúp xe nạp năng lượng nhanh hơn, nhiều hơn so với cấp 1. Và hình thức sạc này sẽ phải có trạm sạc và xuất hiện phổ biếu tại các trạm sạc công cộng ở các tòa nhà văn phòng, chung cư và bãi đỗ xe. Đấy, thì về cơ bản hiện nay ở châu Âu và hết các nước trên thế giới, trong đó Việt Nam thì chủ yếu là sử dụng điện áp trên 220V. Và level 2 này sẽ là cái cấp độ sạc cơ bản để triển khai. Cấp độ 3 là cấp độ 480V. Đây là cái loại sạc nhanh sử dụng điện một chiều, điện áp cao thay vì điện xoay chiều. Thì do đó là sẽ phải có cái yêu cầu về bố trí về nguồn điện nó sẽ phức tạp hơn. Và cấp sạc nhanh này thì thường chỉ xuất hiện tại trạm sạc nhanh được các công ty điện hoặc sạc hãng xe xây dựng. Thì đối với các cái tuyến như tuyến quốc lộ hoặc là tuyến cao tốc thì việc sạc nhanh này sẽ đòi hỏi cái chuẩn sạc riêng. Và như vậy chúng ta có thể thấy là cái trạm sạc mà chủ yếu phổ biến ở khu vực đô thị sẽ là trạm sạc ở cấp độ level 2. Thế do đó thì theo nghiên cứu thì để tiếp cận người sử dụng tốt nhất, và thì trong tính động cơ và trong việc cung cấp nhiên liệu, thì ngoài cái tiêu chuẩn về trạm sạc cấp độ 2 mà nhiều nước áp dụng thì chúng ta vẫn phải bổ sung thêm một số vị trí có mô hình về cấp độ 3 để đảm bảo về cái tốc độ sạc trên toàn quốc. Thì trên cơ sở những cái phân tích mà đánh giá những cái khó khăn bất cập cũng như là cái kinh nghiệm của các quốc gia trong cái việc phát triển mạng lưới trạm sạc, thì chúng tôi cũng đề xuất một số cái giải pháp cũng như chính sách để nâng cao cái vai trò của chính phủ trong việc thiết lập mạng lưới trạm sạc. Thì đầu tiên, đòi hỏi đầu tiên là chúng ta phải hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan đến trạm sạc, không phải chỉ riêng tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống sạc để đảm bảo hệ thống sạc có đồng nhất, mà phải bao gồm cả các tiêu chuẩn quy định về tỷ lệ vị trí đỗ xe có trạm sạc tại các cái khu vực thương mại, trường học, bệnh viện, tỷ lệ về vị trí đỗ xe có trạm sạc tại các cái chung cư. Việc thay đổi hiện nay thì chúng ta mới chỉ có quy định về tỷ lệ về vị trí đỗ xe trên diện tích của các cái khu thương mại thôi. Hiện và chúng ta sẽ tiếp tục phải bổ sung thêm tỷ lệ về số lượng vị trí đỗ xe có trạm sạc điện trong tổng vị trí đỗ xe để cung cấp cái mạng lưới trạm sạc. Thứ hai là chúng ta sẽ phải bổ sung yêu cầu về quy hoạch hệ thống trạm sạc trong các quy hoạch liên quan, đặc biệt là hệ thống quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, để ngay từ khi bắt đầu triển khai các quy hoạch sử dụng đất về khu đô thị, chúng ta đã dành cho phát triển hệ thống trạm sạc, đặc biệt là trạm sạc công cộng. Thứ ba là chúng ta phải xây dựng được cái lộ trình phát triển mạng lưới trạm sạc tại các đô thị lớn trong cái chương trình quốc gia về phát triển phương tiện giao thông vận tải, hệ thống giao thông vận tải công cộng thân thiện với môi trường, trong đó có phương tiện giao thông điện. Thì hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang được Chính phủ giao là đơn vị thực hiện xây dựng cái chương trình quốc gia này. Thì trong chương trình quốc gia này chúng ta có thể xây dựng được các lộ trình phát triển mạng lưới trạm sạc, cũng như là đề xuất quy mô cũng như là số lượng trạm sạc cụ thể đối với từng thành phố một, và trên các thành phố trên cơ sở cái chương trình cụ thể đó sẽ có những cái chương trình chi tiết để xây dựng hệ thống trạm sạc trong thành phố mình. Và thứ tư là phải xây dựng được các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển trạm sạc công cộng, bao gồm các chính sách về hỗ trợ về thuế nhập khẩu đối với thiết bị sạc, các chính sách về giảm thuế hoặc là giảm thuế sử dụng đất, giảm các loại thuế trong quá trình khai thác cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp khác. Thì trên đây là những cái nội dung cơ bản của tôi trình bày về những cái khó khăn thách thức trong việc triển khai hệ thống trạm sạc điện và những cái vai trò của chính phủ trong thời gian tới. Thì cũng hy vọng là những cái đề xuất về vai trò của chính phủ này có thể sớm được cụ thể hóa thành các chính sách cụ thể và hiện thực hóa, giúp điều kiện để tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp cũng như là các tổ chức có thể phát triển hệ thống mạng lưới trạm sạc điện trên địa bàn các đô thị lớn của Việt Nam trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn ạ.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn anh Phan Hoài Phương với một cái bài trình bày rất là cụ thể, chi tiết cùng rất là nhiều đề xuất về việc chính phủ can thiệp thế nào về các cái trạm sạc tại Việt Nam. Thank you, Mr. Phan Hoài Phương, for delivering the presentation on the status and challenges and the roles of government in managing station network establishment in Vietnam. Trước khi chuyển sang phần hỏi đáp thì tôi xin phép được tóm tắt một số cái nội dung chính cho các học viên nước ngoài ạ. Now I would like to briefly summarize some main points of the presentation from Mr. Phan Hoài Phương. In Vietnam, domestic automobile enterprises have been investing resources and finance to lead the research and development of electric vehicle for fast charging station. Vietnam automobile industry development have the strategies to 2025 vision to 2035, which approved by the Prime Minister, have clearly defined that encouraging production environmentally friendly vehicle, fuel saving car, hybrid car, electric vehicle to meet the requirement for emission standard according to the roadmap. And also the government also issues the strategies on development of automobile industries in sync with the development of transport infrastructures. Vietnam also sets some goals for green transport to account for 25 to 30% by 2030. There are some contribution and green development strategies such as cut down 5 to 7% of greenhouse gas emission. Moreover, the current status of charging in station infrastructures and plans of Vietnam, we have deployed electric charging station using renewable energy. We have the plan to expand the network of charging stations throughout the city. However, in Vietnam, we still lack requirement on technical characteristics and standards for design, manufacturing, and installation of charging infrastructures. We do not have regulation on battery handling and recovery, or regulation on operation and registration for EV. So Mr. Phan Hoài Phương also suggests that it is necessary to promote mechanism and policies for public transport using clean energy such as electric car and hybrid car. He also indicates that we need mechanism for management and development of the network of charging station in urban area, residential area, highway, and national highways. So here are some main points from the presentation of Mr. Phan Hoài Phương. Thank you for the presentation.